Tại sao Việt Nam giành chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19? COVID-19 là một trong những đại dịch lớn nhất, nguy hiểm nhất mà nhân loại từng trải qua. Tính đến ngày 13 tháng 5 năm 2020, đã có hơn 4,3 triệu người nhiễm, gần 295.000 người trên thế giới đã tử vong. Chính lúc này, đất nước Việt Nam, chế độ chính trị xã hội tại Việt Nam đang được dư luận khắp Nam Châu cảm phục vì đây là một nhà nước thực sự vì con người, một xã hội đầy tính nhân văn. Trong bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776, Thomas Jefferson đã viết một câu văn bất hủ. Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, dân tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền được sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Nước Mỹ đã ra đời từ bản tuyên ngôn mà trong đó trước hết đề cao quyền sống, thứ quyền tất yếu và bất khả xâm phạm của con người. Khi viết bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn ý văn nói trên của Thomas Jefferson và khẳng định rằng suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Như thế, tuyên ngôn độc lập của Việt Nam không chỉ đề cao quyền sống trên các quyền cơ bản của con người và mở rộng hơn khi nhấn mạnh rằng mọi dân tộc, mọi con người đều có quyền sống. Và như vậy, một nhà nước vì con người trước hết phải bảo đảm quyền sống của mọi công dân. Đại dịch COVID-19 là cuộc sát hạch nghiêm khắc, làm lộ rõ những hạn chế của nhiều nhà nước trên thế giới. Ở Mỹ, đến ngày 13 tháng 5, hơn 84.000 người đã tử vong vì COVID-19. Thậm chí, quan chức Nhà Trắng còn dự tính nước Mỹ có thể mất tới 240.000 người do dịch này trong những tháng tới. Nhiều nước phát triển khác cũng đều đứng vì dịch bệnh này với hàng vạn người tử vong. Trong khi đó, Việt Nam đến nay đã có hơn 90 người khỏi bệnh và đặc biệt không có người tử vong. Điều gì đã tạo ra sự khác biệt về kết quả chống dịch giữa Việt Nam và một số nước trên thế giới? Đó không phải là tiềm lực kinh tế, y học, khoa học kỹ thuật, bởi Việt Nam chưa thể so sánh với các quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ. Câu trả lời chính là ở sự đặc biệt trong tính nhân văn của thể chế chính trị. Nhà nước Việt Nam đặc biệt coi trọng tính mạng, sức khỏe của công dân, của con người. Hệ thống chính trị của Việt Nam có năng lực thực hiện những điều tốt đẹp đó. Có một thực tế đau lòng đang xảy ra tại một số nước trong đại dịch COVID-19, đó là người yếu thế đang bị bỏ lại phía sau, không có cơ hội được chữa bệnh. Kể cả khi được điều trị thì tiền viện phí ở nhiều nước là quá cao, cho thấy những bất cập trong thiết kế chính sách an ninh xã hội. Câu chuyện của bệnh nhân Danny Askini, Mỹ, phải trả tới 34.927 USD viện phí, tương đương hơn 800 triệu đồng khi điều trị COVID-19. Do thấy người nghèo không có bảo hiểm y tế, khi bị bệnh thì nguy cơ mất mạng là rất lớn. Theo ước tính, tại Mỹ có khoảng 27 triệu người không có bảo hiểm y tế. Những người không có bảo hiểm y tế e ngại khi phải đi xét nghiệm COVID-19 vì sợ nếu mắc bệnh phải trả viện phí cao, rồi lại cố đi làm vì sợ mất việc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến dịch lây lan mạnh ở một số nước. Khi quyền sống, khi tính mạng, sức khỏe không được bảo đảm thì mọi thứ trở nên vô nghĩa. Trong đại dịch COVID-19, người Việt Nam ở khắp nơi đã về nước và được Tổ quốc giang vòng tay bao bọc. Họ trở về vì ở Việt Nam, họ được an toàn hơn, được nhà nước thực sự chăm lo, cho hưởng các chế độ trong thời gian cách ly phòng dịch và khám, điều trị COVID-19 miễn phí. Tại Việt Nam, ngay từ đầu dịch, từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tới Quốc hội, Chính phủ đều coi chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Từ ngày 27 tháng 1, mùng 3 Tết Canh Tý, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp phòng chống dịch và chỉ đạo chống dịch như chống giặc. Thủ tướng cũng tuyên bố sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Đây là tuyên bố được truyền thông các nước ca ngợi về tính đúng đắn, sự quyết đoán, sự dũng cảm của lãnh đạo Việt Nam. Những hành động phòng chống dịch đã ngay lập tức được thực hiện quyết liệt, đã sớm mang lại sự yên tâm cho người dân. Qua dịch bệnh COVID-19 càng thấy hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam. Hệ thống chính trị của Việt Nam là một thể thống nhất từ đảng, chính quyền, đoàn thể, mặt trận, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị xã hội. Hệ thống chính trị đó không chỉ bám rễ vào từng thôn bản, khu phố, từng gia đình, mà còn ở trong mỗi con người, tạo nên nhận thức đúng đắn, là cầu nối, là sợi dây gắn kết vững chắc toàn xã hội. Khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động để chiến thắng đại dịch COVID-19. Ngay lập tức, lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã được toàn đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài đồng lòng thực hiện. Vì thế, khi Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị cách ly toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc để phòng chống dịch COVID-19 thì cả nước đã nghiêm túc thực hiện. Từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi tới miền ngược, từ người già tới người trẻ, tất cả đều nhất tâm tôn trọng và thực hiện quy định của nhà nước về chống dịch. Hàng quán, khu vui chơi đều đóng cửa, toàn xã hội trong đó có giới trẻ đồng lòng kêu gọi nhau ở trong nhà, không ra ngoài đường, một phong cách sống, phong cách làm việc mới, làm việc trực tuyến hình thành trong thời dịch bệnh.
tất cả những biểu hiện vi phạm đều bị cả xã hội lên án gay gắt. Nhờ tinh thần đoàn kết một lòng đó, đà lây lan của dịch đã được kiềm chế. Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, các chính sách khám chữa bệnh, đặc biệt là cơ chế chính sách trong phòng chống dịch bệnh thể hiện rõ tính nhân văn. Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm quy định rõ các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh, thì các bệnh nhân sẽ được điều trị miễn phí. Cuối tháng 1 năm 2020, trước sự nguy hiểm của dịch COVID-19, Bộ Y tế đã xếp dịch này vào nhóm A. Tại thời điểm đó, tất cả bệnh nhân của dịch này tại Việt Nam đều được khám chữa bệnh miễn phí, kể cả đó là người nước ngoài. Sang giai đoạn 2, kể từ khi xuất hiện bệnh nhân thứ 17, trước các yêu cầu phòng chống dịch bệnh, các bệnh nhân người nước ngoài nếu đến Việt Nam chữa bệnh sẽ được miễn phí xét nghiệm, nhưng phải trả phí chữa bệnh. Còn tất cả các công dân Việt Nam vẫn được miễn phí khám chữa bệnh đối với COVID-19, trong đó có cả các kỹ thuật cao như lọc máu, thở máy, ECMO, thuốc kháng sinh hoạt lực cao, những kỹ thuật mà bệnh nhân nghèo ở một số nước không thể với tới. Tất cả bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam được hệ thống y tế chăm sóc tận tình chu đáo, kể cả khi họ có tuổi cao, bị những bệnh lý rất nặng. Đáng chú ý có bệnh nhân Li Ding, người Trung Quốc, 66 tuổi, hội tụ các yếu tố gây tử vong cao bởi COVID-19 khi mang trên mình nhiều bệnh lý nền như đái tháo đường, cao huyết áp, ung thư phổi đã phẫu thuật, bệnh mạch vành đặt 2-3 stent, vậy mà vẫn được chữa khỏi. Bệnh nhân San, 67 tuổi, Vương quốc Anh, là y tá về hưu, hiểu rõ nhất sự nguy hiểm của COVID-19, đã bật khóc khi được xuất viện và nói: "Các bác sĩ Việt Nam thật tuyệt vời, khi mắc bệnh tôi đang nghĩ rằng mình sẽ chết." Đại dịch COVID-19 trên toàn cầu đang đặt nhân loại trước thử thách ngặt nghèo nhất về sinh mạng con người. Nếu không nhìn nhận nghiêm túc về sự nguy hiểm của dịch, có những giải pháp quyết liệt, phù hợp thì mạng sống của người dân ở khắp nơi trên thế giới sẽ tiếp tục bị cướp đi. Trong lúc này, chúng ta càng nhận rõ tính ưu việt của nhà nước Việt Nam vì dân, vì con người, vì ưu việt của một xã hội Việt Nam đầy nhân văn, đầy tính đoàn kết, đầy tình tổ quốc, nghĩa đồng bào, đã tạo ra sức đề kháng tốt như thế nào đối với đại dịch nguy hiểm này. Chủ trương, chính sách và hiệu quả thực tế của cuộc chiến đấu chống dịch COVID-19 thời gian qua đã thêm một bằng chứng mạnh mẽ, bác bỏ những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch về cái gọi là vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.